tiết rách tủ sách bài tập cuối tuần. Sách ôn tập các lớp 1, 2, 3, 4 và 5. Tuyển tập đề thi giữa với học kỳ 1, học kỳ 2. truy cập ngay shopy.vn gạch chéo Vietzack Official Store. Xin chào tất cả các con học sinh thân mến. Chào mừng các con đã đến với khóa học chữa câu hỏi trong sách giáo khoa môn khoa học, bộ sách mang tên Cánh diều. Hôm nay thì cô và các con sẽ cùng nhau đi chữa tất cả các câu hỏi có trong bài số 7, năng lượng điện bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau bắt đầu nào để với câu hỏi mở đầu nêu vai trò của năng lượng điện trong đời sống và sản xuất như vậy là chúng mình quan sát hình ảnh ta dễ dàng thấy rằng điện có vai trò quan trọng đối với đời sống sinh hoạt hàng ngày của con người trong cuộc sống hiện nay thì con người hầu như sử dụng các thiết bị điện như là tv tủ lạnh điều hòa bếp điện nồi cơm điện Điện chính là nguồn năng lượng cho các thiết bị trong gia đình Khi nguồn điện bị cắt thì những thiết bị này cũng ngừng hoạt động Và vai trò quan trọng đối với nhiều lĩnh vực khác nhau như là y tế, giáo dục Điện năng sẽ cung cấp nguồn năng lượng cho hệ thống tưới tiêu hoạt động Giảm bớt sức lao động của con người trong việc tưới tiêu các loại cây trồng Đến với phần 1, mạch điện thắp sáng, câu hỏi quan sát 1 nếu các bộ phận có trong mạch điện thắp sáng ở hình 2 và cho biết vai trò của mỗi bộ phận đó. Chúng mình quan sát hình 2 ta dễ dàng thấy rằng có các bộ phận như là khóa ca, khóa ca chính là công tắc để bật mở, và dùng để ngắt mạch khi cần thiết, và để nối lại mạch khi dùng, đó là khi ca đóng. Tiếp theo là có bóng đèn dùng để thắp sáng, dây dẫn dùng để nối nguồn với các thiết bị thành mạch kín đảm bảo an toàn. Pin sẽ cung cấp nguồn điện. Đến với câu hỏi quan sát 2, khi đóng công tắc mạch kín hay mở công tắc mạch hở thì đèn sáng? Như vậy là ta biết rằng khi mà ta đóng công tắc mạch kín thì đèn sẽ sáng. Tiếp theo, đến với câu hỏi luyện tập vận dụng 1, mô tả cấu tạo và hoạt động của mạch điện thấp sáng. Từ đó chúng mình thấy rằng mạch điện thấp sáng sẽ gồm có nguồn điện bóng đèn, dây dẫn và công tắc được nối với nhau. Khi bật công tắc, hay còn gọi là đóng mạch, thì mạch kín, nguồn điện tạo ra dòng điện chạy trong mạch. Dòng điện qua bóng đèn làm cho đèn phát sáng. Tiếp theo là câu hỏi luyện tập vận dụng 2. Nêu ví dụ về mạch điện thắp sáng mà em biết. Từ đó thì chúng mình có thể kể tới mạch điện thắp sáng trong gia đình của chúng mình đúng không nhỉ? Bây giờ, chúng mình sẽ đến với phần thực hành mắc mạch điện thấp sáng. Chuẩn bị bộ dụng cụ mạch điện như hình 3, bao gồm có dây dẫn, pin, ổ lắp pin, dây dẫn, bóng đèn, khóa ca công tắc. Tiến hành đề xuất cách mắc điện cho đèn sáng và thực hiện mắc mạch điện theo cách đề xuất. Nếu đèn không sáng thì đề xuất cách làm khác và thực hiện. Từ đó thì rút ra cách mắc mạch điện thấp sáng. Lưu ý không để hai đầu của một dây dẫn nối trực tiếp với hai đầu của pin vì sẽ gây ra chập mạch làm hỏng pin điện có thể gây nguy hiểm tới tính mạng vì vậy chỉ được làm thí nghiệm về điện với nguồn điện pin không gây nguy hiểm dưới sự hướng dẫn của thầy cô giáo từ đó thì chúng mình sẽ đề xuất cách mắc mạch điện cho đèn sáng đó là cho hai viên pin vào ổ đựng pin chú ý lắp hai viên pin cùng chiều ở ổ lắp pin thì có hai dây nối dây màu xanh ở cực âm và dây màu đỏ ở cực dương mắc đầu dây đỏ và một đầu của bóng đèn đầu còn lại của bóng đèn dùng dây dẫn nối với một đầu của khóa ca đầu còn lại của khóa ca nối với dây màu xanh của bộ pin đóng mở khóa ca thì đèn sáng hoặc tắt học sinh lắp mạch điện thắp sáng như đề xuất và cách mắc mạch điện thắp sáng dây dẫn nối với bóng đèn công tắc nối với cực âm và cực dương của pin tạo thành mạch điện thắp sáng khi đóng công tắc Dòng điện đi qua bóng đèn pin làm đèn sáng, mạch kín. Khi mở công tắc, mạch hở thì dòng điện không qua bóng đèn và đèn không sáng. Đến với phần 2, vật dẫn điện và vật cách điện, thực hành thí nghiệm, tìm hiểu về vật dẫn điện và vật cách điện. Từ đó thì chúng mình sẽ chuẩn bị bộ dụng cụ mạch điện như các hình 3, 4 và một số vật làm bằng nhôm, nhựa, đồng, sắc thủy tinh. Tiến hành đề xuất cách xác định các vật đã chuẩn bị là vật dẫn điện hay cách điện, thực hiện theo cách đã đề xuất và ghi kết quả theo gợi ý sau. Vật, kết quả, đó là đèn sáng hay đèn không sáng và kết luận. Từ đó thì chúng mình có thể lắp mạch điện đơn giản tương tự như hình, tùy theo bộ dụng cụ trên lớp mà các con có thể thay viên pin tại trong hình bằng hai viên pin nhỏ và chú ý lắp hai viên pin cùng chiều nhé sau đó chúng mình dùng hai kẹp điện kẹp vào hai đầu vật làm từ nhôm, nhựa, đồng, sắt, thủy tinh và đóng khóa ca. nếu đèn sáng thì vật đó dẫn điện, đèn không sáng thì vật đó cách điện. từ đó sau khi chúng mình thực hành xong ta dễ dàng thấy rằng vật liệu là nhôm thì đèn sáng vậy kết luận là vật dẫn điện, đồng tương tự như thế cũng là vật dẫn điện, nhựa thì đèn không sáng vậy. Nhựa chính là vật không dẫn điện, sắt thì đèn sáng vậy đây chính là vật dẫn điện, thủy tinh làm đèn không sáng vậy đây chính là vật không dẫn điện. Đến với câu hỏi quan sát 1, ở mỗi vật trong các hình 5, 6, bộ phận nào dẫn điện, bộ phận nào cách điện và giải thích vì sao những bộ phận đó phải dẫn điện và cách điện. Như vậy là ta quan sát hình 5 hình 6 ta dễ dàng thấy rằng hình 5 chính là phích cắm điện và hay còn gọi là bộ phận cách điện vì phích cắm được làm bằng nhựa mà nhựa là vật cách điện và phích cắm điện là tay chúng mình trực tiếp cầm vào để cắm vào ổ điện đúng không nhỉ? Tiếp theo là hình 6 là dây dẫn điện. Đây chính là bộ phận dẫn điện vì dây dẫn được làm bằng đồng và đồng chính là vật dẫn điện. Đến với câu hỏi quan sát 2, vì sao thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện ở hình 7? Ấy? Từ đó ta thấy rằng người thợ điện cần đeo găng tay khi kiểm tra, sửa chữa điện vì găng tay làm bằng vải hoặc cao su là những vật cách điện để bảo đảm an toàn chống bị giật. Đến với câu hỏi luyện tập vận dụng, quan sát hộp tựng pin của chuột máy tính không dây, các điều khiển quạt, TV hoặc đồ chơi chạy bằng pin và cho biết hai đầu nối pin làm bằng vật dẫn điện hay vật cách điện, vì sao? theo em khi lắp pin vào hộp đựng pin cần lưu ý điều gì từ đó ta thấy rằng hai đầu nối pin được làm bằng vật dẫn điện vì khi đó thì mới có thể dẫn điện từ pin đến thiết bị và theo em thì khi lắp pin vào hộp đựng pin cần lưu ý đó là cần lắp đúng chiều của pin ví dụ đối với pin của remote điều hòa để remote hoạt động cần phải lắp pin đúng chiều Nguyên lý sẽ là cực âm của remote sẽ nối với đầu pin có dấu trừ và cực dương của remote sẽ nối với đầu pin có dấu cộng. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần 3, sử dụng năng lượng điện an toàn và tiết kiệm. Câu hỏi hoặc thảo luận. Dựa vào thông tin dưới đây, cho biết em cần làm gì và không được làm gì để tránh bị điện giật? Vì sao? Như vậy là chúng mình sẽ quan sát một số quy tắc an toàn điện. Ta thấy rằng Ta tuyệt đối không chạm tay vào chỗ hở của đường dây hoặc các bộ phận kim loại nghi là có điện để tránh bị điện giật nguy hiểm đến tính mạng, không chọc ngón tay vào ổ điện để tránh bị điện giật nguy hiểm đến tính mạng. Khi nhìn thấy dây điện bị đứt cần tránh xa và báo cho người lớn để tránh bị điện giật nguy hiểm đến tính mạng. Khi nhìn thấy người bị điện giật cần báo cho người lớn để lập tức cắt nguồn điện hoặc dùng vật không dẫn điện để gạt dây điện ra khỏi người bị nạn. Tiếp theo, chúng mình đến với phần luyện tập vận dụng. Sắp xếp các thẻ chữ dưới đây thành hai nhóm góc việc cần làm và góc việc không được làm để tránh tai nạn do điện gây ra. Như vậy là chúng mình quan sát và từ đó ta dễ dàng sắp xếp được đúng không nhỉ? Đầu tiên, việc cần làm chính là ý A, ngắt nguồn điện trước khi sửa chữa điện và ý E, báo cho thợ điện khi thấy có dây điện đứt. Việc không được làm là ý B, chơi thả diều dưới đường dây điện Ý C, dẫm chân lên dây điện. Ý D, dùng dao kéo cắt ngang dây điện trong mạch điện. Ý G, chọc ngón tay vào ổ điện. Ý H, rút ổ cắm khỏi nguồn bằng cách cầm dây điện kéo. Và ý Y, vừa sạc điện thoại vừa gọi điện. Ý K, phơi quần áo trên dây điện. Đến với câu hỏi hoặc thảo luận một, nêu ví dụ cho từng biện pháp tiết kiệm điện sau đây. Ý A, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng ý b sử dụng các loại thiết bị tiết kiệm điện ý c sử dụng hiệu quả các thiết bị điện và ý d tận dụng năng lượng ánh sáng mặt trời năng lượng gió thay vì sử dụng năng lượng điện như vậy là ta thấy rằng việc tắt các thiết bị điện khi không sử dụng ta sẽ phải tắt điện tắt quạt trước khi ra khỏi nhà tắt tivi khi không có người xem ý b sử dụng các loại thiết bị điện tiết kiệm sẽ bằng cách sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện này, sử dụng các sản phẩm công nghệ inverter. Ý C, sử dụng hiệu quả các thiết bị điện, bằng cách khi ngủ thay vì bật bóng đèn điện lớn thì sử dụng bằng bóng điện ngủ, giảm thiểu việc để thiết bị ở trạng thái chờ và ý d, tận dụng năng lượng ánh sáng mặt trời, năng lượng gió thay vì sử dụng năng lượng điện bằng cách sử dụng đèn năng lượng mặt trời thay cho đèn điện, sử dụng dàn năng lượng mặt trời thay cho bình nóng lạnh điện. Đến với câu hỏi hoặc thảo luận 2, nêu lý do vì sao phải sử dụng điện tiết kiệm. Từ đó chúng mình thấy rằng Ta phải sử dụng điện tiết kiệm để bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí, đảm bảo nguồn điện cho sau này. Bây giờ chúng mình sẽ đến với phần luyện tập vận dụng. Viết kê những việc làm thiết thực để tiết kiệm năng lượng điện ở trường và ở nhà cửa vào gợi ý dưới đây. Với mỗi việc làm đánh dấu X và ô tương ứng với mức độ em đã thực hiện. Từ đó thì các con sẽ dựa vào những việc làm của bản thân mình và đánh dấu cho cô mức độ thực hiện nhé. Như vậy là cô có ví dụ như là tắt tivi khi không xem, ta thực hiện thường xuyên, tắt đèn điện khi hết giờ học, ta làm thường xuyên và tắt quạt khi không sử dụng ta cũng làm thường xuyên. Nếu các con chưa thực hiện thì các con sẽ phải chú ý thực hiện thường xuyên cho cô những việc đó nhé. Đến với phần thực hành thí nghiệm tìm hiểu những việc cần làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện. Bước 1, viết hoặc sưu tầm hình ảnh các việc cần làm để sử dụng an toàn và tiết kiệm điện, trình bày những việc làm đó theo gợi ý sau. Chúng mình sẽ sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như thế nào? Và bước 2 ta sẽ vận động gia đình, cộng đồng cùng thực hiện nhé. Như vậy là chúng mình có thể kể tới việc sử dụng điện an toàn như là không cho tay vào ổ điện, không chơi gần nơi có điện cao thế, không sờ tay vào dây điện hở. Việc làm tiết kiệm đó là tắt đèn điện khi không sử dụng, sử dụng những thiết bị điện tiết kiệm và sử dụng thiết bị năng lượng mặt trời. Vừa rồi thì cô và các con đã cùng nhau đi trả lời tất cả các câu hỏi có trong bài số 7. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con ở những bài tiếp theo nhé. Quả học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt Zack